thiết bị hack của bạn gặp vấn đề cấp bách và cần sự hỗ trợ ngay lập tức, hãy liên hệ ngay em StarCorp vì em StarCorp là chỗ trách chiến lược của Synology. Tiết kiệm của bạn sẽ được xử lý một cách nhanh nhất có thể. Các bạn cần chuẩn bị số series của NAS, truy cập vào Control Panel, vào Info Center. Lúc này bạn sẽ thấy được số series của thiết bị của bạn. Điều thứ hai, bạn cần bật SSH. Vào Control Panel, truy cập vào phần Terminal and SNMP. Lúc này các bạn click vào Enable SSA Service. Bước 3, các bạn cần bật Remote Access. Truy cập vào Support Center và phần Support Service. Sau đó, chọn vào Enable Remote Access và copy Support Identification Key của bạn. Bước 4, trước lock hệ thống. Đầu tiên các bạn truy cập vào Support Center, sau đó chọn truy cập vào Support Service. Tích chọn vào cả hai ô trong phần System Lock Tools. Sau đó các bạn tích chọn thêm vào ô Security Carry. Sau đó, click vào nút Generate Log lưu và gửi file này cho em StarCorp. Mình là Nhân đến từ em StarCorp. Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn sử dụng nền tảng NAS Synology một cách tối ưu nhất. Hãy liên hệ và ghé thăm showroom em StarCorp để được hỗ trợ và trải nghiệm giải pháp NAS Synology.